Xin kính chào quý vị. Mời quý vị quay trở lại với sân diễn nhạc sàn. Trước mắt quý vị đây là em Châu Sắt Henry. Con này nhạc sàn nhạc gì nó cũng chơi. Nhạc mạnh, nhạc nhẹ, tóm lại là em yêu hết. Em phải gọi nó là con Châu Sắt luôn, bởi vì là nó quá to và nặng. Chiều sâu của em nó cả e căng nó phải tầm 40 đến trên 40 phân. Thiết kế với hai bát 20 gân cao su gân lõm nhưng mà gân lõm của em nó lại được khâu thiết kế này. Nó đã có gân rồi nó lại còn khâu một lượt quý vị đây nhé. Cách đây khoảng độ gần 1 năm em có bán một đôi theo kiểu này, cũng cái kiểu châu hàng châu sắt này, nó rất là khủng này đấy. Báo giá luôn cho quý vị, thiết kế giá của em nó là 10 triệu 900, 10 triệu 900. Đôi loa này rất là nặng, ê căng của em nó đây còn đầy đủ luôn, ê căng và Henry Henry thiết kế với là hai bát 20 màng trong suốt. Nó không phải đâu, con này nó không phải là trong suốt, là trong đục, mà cái trò nó đục đục như này là nó nửa kín nửa hở, nên là đôi loa này phải gọi là đôi loa khiêu dâm. Báo cáo quý vị đây, em cho quý vị theo thông số đằng sau. Đây là đôi loa Henry 5.1E, 5.1E quý vị nhớ rõ em nhé. Công suất 250W một loa. Đôi loa này tổng là 500W một đôi này. Chưa? 500W một đôi. Chưa? Quý vị nhìn kỹ hộ em. Trở kháng của em nó là 8 ohm. Trở kháng 8 ohm. Đây, hàng made in Canada. Loa của Canada. Canada một trong những nước có những dòng loa nó phải nói là nổi tiếng thế giới rồi, thương hiệu. Đây, đây là một lỗ thông hơi, phía sau một lỗ thông hơi. Và phía trước em nó cũng có một lỗ thông hơi, phải đúng rồi, phía trước cũng có một lỗ thông hơi. Vậy là em này thiết kế với lại hai lỗ thông hơi, một lỗ phía trước, một lỗ phía sau. Phía trên cùng là em tép đom. Đấy. Có ê căng, đậy. Đầy đủ luôn. Chưa quý vị. Đấy, em phải gọi nó là con trâu sắt luôn, rất là nặng. Giá 10 triệu 900. Sau đây mời quý vị đi vào với bản test của em nó đã. Sau đây em sẽ quay gần lần lượt chi tiết cho quý vị, mời quý vị. Quý vị trước khi em mở để quý vị vặn nhỏ volume của tivi xuống. Không em này nó đánh cho con này mà hàng xóm mà đấu loa thì quý vị đem ra đấu thoải mái. Mà đấu loa nghe hay chứ không phải đấu loa để nghe đau tai đâu quý vị ạ. Bát nặng, chất, dòng loa bãi là như vậy, chứ không phải như mấy cái loa mới của mình mà mở to là đau hết cả đầu đâu. Mời quý vị bắt đầu. Quý vị nhìn thấy loa nó giật chưa? Màng loa ấy, quý vị nhìn thấy màng loa kìa. Màng loa em vừa lau vệ sinh nên là có vết bóng đấy, nó đang giật loa rung hồ. Quý vị cứ đợi một chút nữa em sẽ test cả nhạc vàng, nhạc trữ tình bolero chứ không phải nguyên nhạc này, đủ các loại nhạc.
vị chuyển sang dòng nhạc vàng, nhạc trữ tình chút. Dòng loa này chất bát rất là sâu chắc đấy, quý vị là thoải mái chơi tất cả các dòng nhạc em nó đều đánh được tất, nhạc bolero, trữ tình, cổ điển, guitar, nhạc sàn, nhạc mạnh, nhạc nào cũng yêu. Mời quý vị nghe tiếp một đoạn nữa. Xin phép được tạm dừng clip tại đây. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số điện thoại là 0911 169 961. Em giao chuyển hàng toàn quốc. Cảm ơn quý vị.